Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi xuống hướng Gò Công, Cần Đước cả nhà. Đi ăn cháo vịt. Từ ở trên Sài Gòn về từ ngã tư Gia Trạm cả nhà chạy thẳng xuống tới ngã ba Tăng Lân. Ngã ba Tăng Lân là một hướng đi về Gò Công, một hướng về Cần Đước, là cái mình đi cái hướng về Cần Đước là khoảng cách 50 đèn xanh đỏ 50 mét thì cháo vịt nằm bên tay phải. Địa chỉ ở đây là 30 ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, Cần Đước, Long An. Hay quá vậy ơi. Đây cả nhà. Buổi vịt. Trưa giờ mình về nó còn có hai con vịt à. Miêu lòng luôn. Ở đây là thịt chặt. Thịt vịt chặt. Ừ. Hù câu. Hù câu cả nhà. Còn ở dưới đây là nó thoáng gừng cả nhà. Đó. Thoáng gừng cháo vịt đó cả nhà. Rau muống. Rau chuối. Còn ở đây là có bún măng. Cái này là nước súp của nước lèo. Bún miếng hả chị? Mình kêu bằng nước súp hay nước lèo chị hả? Nước lèo đừng kêu. Ồ, ngon quá. Hai nồi luôn á nhà. Cái nồi bên đây là nồi gì chị hả? Mình thường thường bán mấy giờ tới mấy giờ chị? Hả? 7 sáng tới 7 giờ tối. 7 giờ sáng 7 giờ tối. Cháo, cái này cháo quá nha. Mời dân cháo đi em ơi. Ăn cháo rau mua câu. Bây giờ cho em hai tô cháo không với một bộ lòng với vịt, mà đừng làm nhiều quá ăn không hết. Dạ. Một cái một câu thôi. Một cái một câu thôi. Ăn cái. Thử cả nhà ơi, mình cũng có ăn một câu lắm. Nhưng mình bán dĩa gỏi mà hai người ăn có lòng có thịt là bao nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn. Hai tô 99 ngàn được không chị? Chị, cái địa chỉ ở đây là mình số 30 hả chị? Số 30. Là ngay ngã tư Tân Lân á, lại ngã 3. Ngã 3 Tân Lân lại chừng nhiêu 50 mét chứ gì hả? Chặt đôi cho em luôn hả chị? Thôi để nguyên cái đi cho nó. Thôi chặt đôi đi, chặt đôi đi. Nguyên cái ăn không nổi đâu. Dĩa gỏi 100k. Bánh bò thốt nếp là nhà mình làm luôn hả chị? Nhà làm luôn. Hay vậy ta. Ồ, nóng hổi luôn. Nồi nốt loại bánh nào? Một hồi mình ăn xong mình ra mình coi. À, ăn gỏi vịt là tặng một cái bánh bò không nốt hả? Ủa bán cả nhà ơi. Bán chứ không có tặng cả nhà ơi. Tưởng đâu vô ăn thôi gỏi vịt được một cái bánh bò không nốt. Cái quán mình mở lâu chưa chị hả? 10 năm rồi chị. 10 năm. Ở ngay chỗ này luôn hả? Dạ, ngay chỗ này. À. Cháo với bún măng bún miếng. Ba món đó thôi hả? Hai tô cháo, rồi mình có một dĩa gỏi. Ủa, như cái này là hết là bao nhiêu tiền chị hả? 100 ngàn. Là luôn cháo hả? Luôn cháo luôn hả? À. Này luôn cháo luôn hả chà? Luôn cháo luôn là 100 ngàn. Ở đây như có bán cái gì nữa, sẵn quay luôn đi cho cả nhà xem luôn bánh đi. Bò thấp nữa. À, bánh bò thấp nữa. Này dùng cái. 60 ngàn chị nói luôn. Đây nè, đây nè. Đây. Đây là có bán bánh bò thấp nữa. Vàng xanh. Ủa có xanh nữa hả? Vàng xanh. 60 65. Ủa. À. Đây là cái bánh bò nè, nó mềm ghê luôn cả nhà. Là 60, chắc này 60 hỏi chị là cái này 60. Ủa xanh là cái nào? Là cái này là mình ăn với nước dừa. Đó là. Ủa chị. Cái này là có vàng xanh là sao? Có vàng xanh là có thêm lá dứa nữa. Con này là chỉ màu vàng không phải không? Vàng. Ủa mình bán là nguyên ổ chứ mình đâu bán lẻ hả? Nó là một ổ như là 60k cả nhà. Là kèm theo nước dừa. Là một dĩa gỏi vịt trong tổng có lòng với vịt với cái mua câu của mua câu chồng mình kêu là với cháo luôn là 100 ngàn cả nhà, là nguyên dĩa gỏi siêu to vậy luôn cả nhà. Ngồi đây bụng quá cả nhà ơi. 6 giờ chiều mai á chị đánh vô quán dĩa hè đó là nó nổi lên cái clip của chị à. Nhấn vô quán dĩa hè phải nhấn vô tấm hình hai chồng em mới thấy nha. Rồi vợ chồng mời cả nhà ăn cháo cả nhà ơi, cháo vịt. Vợ chồng mình mời cả nhà ăn cháo vịt. Mà chủ uống cháo luôn mà chủ ơi. Mà chủ ăn cháo. Cháo cho vui nè. Bà chủ không ăn cháo rồi nhà. Bà chủ bán cháo giờ bà chủ ngán cháo rồi. Ồ, cái này phải ăn miếng chanh nè. Em không ăn chanh.
Trời ơi, mình đi ngang đi hoài luôn mà mình mới biết được là cái ngã ba này là gọi là ngã ba Tân Lân cả nhà. Ngã ba Tân Lân. Ờ. Đi ngang đi hoài luôn á, hầu như là mình đi ngang này nhiều luôn á. Không, cả nhà. Cháo chỉ nấu chền ngon lắm cả nhà. Ê da, nóng quá, nóng quá. Chanh không? Cháo nóng hôi, em không ăn chanh. Cháo nóng hổi luôn. Ừ. Anh húp đi, cháo nóng phỏng miệng luôn á, ngon á. Ừ. Không, chị này nấu cháo cũng như khẩu vị của miền Tây. Miền Tây, miền Tây. Đúng không? Cháo ngon ha. Anh ăn cái giò nha. Cái đùi. Cái giò. Ừ. Ngày bán nguyên ngày luôn á nha. Bán sáng 7 tối. Không, thịt tươi ha. Thịt tươi. Ngon. Đến bàn đi. Nó có gỗ không? Hồi sao quá. Cháo nóng thiệt luôn á, ngon ha. Từ Sài Gòn về cái nhà gặp cái ba Tân Lân là ngay trên sang đỏ luôn á, là đi hướng về nước á. 50m. 50m là cái quán tiệm cháo mình tay phải luôn. Cháo này cháo vịt thôi. Cái không có tên. Đó, cháo vịt Năm Hiệp. Đâu? Đó, bản cháo vịt Năm Hiệp. Cháo vịt Năm Hiệp hả chị? Cháo vịt Năm Hiệp cả nhà. Bán nguyên ngày. Anh em tài xế mà có chở khách về Cần Đước, Gò Công thì sẵn ghé đây ăn tô cháo cho ấm bụng. Nhất là anh em tài xế. Một dĩa gỏi đầy nhóc gì với hai tô cháo là có 100k cả nhà. 100k. Một tô cháo bình thường là 30.000 phải không? Ừ. Mua câu ở đâu ta? Cháo bún măng vịt là chỉ có 30.000. Mua một câu đây. Nói chung ở đây bán cũng bình dân nhưng mà thịt đồ thì nhiều. Thịt nhiều. Nhiều. Nhiều lắm cả nhà. Nguyên một con lòng với thịt với mua câu là 100.000 á cả nhà. Đặc biệt cái là có bán bánh bò thốt nốt. Bánh bò thốt nốt 60k. Cháo nóng quá. Cháo nóng hổi luôn á. Cho miếng giấy nè. Không mà cháo nóng vậy ăn ngon hơn. Nhưng có bán nước ngọt không ta? Có bán nước ngọt không chị chủ? Bé ốc, cho em chai bé ốc. Xá xị đầy đủ, bán chai bé ốc. Anh ăn trái tim em. Ăn đi. Ăn đi. Chị quán dễ thương lắm mà chị nhạy vô hình cả nhà. Không, hình đó anh quay đó. Có người thích quay, có người không thích quay cả nhà. Ừ, đúng rồi. Đó, mình đi chiếu đi quay này mình chiếu đồ ăn thôi. Còn chú quán cho quay thì mình quay, còn chú quán cho quay thì mình quay đồ ăn. Đúng rồi, nhiều người ngại anh. Người ta không quay nó vui đàng hoàng đó nha. Không vui nó dở gì. Chị chủ dễ thương á. Rất là vui vẻ. Cháo này ấm lòng anh. Nó nóng á, hấp vô khỏe luôn á. Biết gì hôm anh nhậu được rồi. Nhậu sáng uống tô cháo tỉnh luôn. Phụ công ngon. Phụ công ngon hả? Phụ công này chắc chắc người ta lấy cái gì ra nó không còn hôi nữa em ngon. Em không biết anh. Ăn gì bỏ đó mà ăn bu câu luôn cả nhà. Cái này nó đùa. Ơi, thật đó chỉ sắc nạc không nhờ nè. Ai muốn ăn cái gì thì mua cái đó, ai muốn nạc thì nạc cánh cánh đầu đầu. Bu câu rồi cả nhà. Bu câu là quán gời đó. Ừ.
Thì ai muốn ăn gì mua đó à? Mà rõ ràng ớt tiệm không cay bằng ớt nhà ta. Thiệt, ớt tiệm mình ăn không biết cay luôn á nha. Nhưng mà ăn ít thôi, ăn miếng rồi. Miếng rồi hả? Ừ. Không, cái chó này mình ăn đúng khẩu vị miền Tây mình thì nó ngon anh. Địa chỉ đây nhiêu quên nè em? Số 30. 30, ấp Tân Lăng không? Để quên. Ấp nhà thờ. Ấp nhà thờ thì huyện Cần Giuộc. Huyện Cần Đước. Cứ huyện Cần Giuộc hoài, đi về Cần Giuộc cứ huyện Giuộc hoài. Số nhà 30. Ờ, trước em đọc ấp nhà thờ. Huyện Cần Đước. Tỉnh Long An. Nói chung là tới ngã ba Tân Lân á là cả nhà đi lại 50m là tới cái quán bún măng, bún miếng, gỏi vịt anh Năm Hiệp. Anh Năm Hiệp là phải đấu qua hiệp, đấu Năm Hiệp nha. Giờ mà ăn Năm Hiệp mới no đó. Đây xuống Hồng Đức khoảng cây số nữa cả nhà. Phải không? Ừ. Cây số là tới chợ Hồng Đức á. Cả nhà nhớ vô ủng hộ cho Trân quán dĩa hè cả nhà. Mùa này đá banh hả? Clip hấp quá cả nhà. Gan em ăn gan hả? Không, anh thích ăn gan mà. Gan ngon mà cố. Còn mấy ngày nữa là hết đá banh rồi cả nhà. Em ăn thật hả? Không, đúng rồi. Sắp nữa anh tới cái nhà ở khu vực. Còn ở khu vực này cái nhà đi vô đi xuống cọ chơi cả nhà ơi, đông lắm. Trên mình đó hả? Ờ. Ừ. Người ta làm đẹp á. Mình không quay được. Tại vì khu đó nhạc đánh đùng 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 khu đó luôn. Đúng rồi. Khu đó nhạc đánh đùng đùng quay không được cả nhà. Có bán mấy người nước ngoài bán đồ ăn nữa em? Đúng rồi. Có mấy người bán đồ ăn nữa nha. Nhưng mà nhạt cái lắm. Ừ, nó vừa ngon. Nước thịt mà vừa có da vừa có mỡ nữa nè cả nhà. Ăn vô là béo ngậy luôn cả nhà. Béo ngậy luôn là cái gì? Có mỡ á. Béo ngậy luôn. Tự nhiên béo ngậy nữa. Có người béo lên luôn. Béo lên luôn. Mình thấy bánh nó cũng ngon mà vợ chồng mình giờ chưa có về nhà nên không có mua được à. Không. Cái chiều là nó hư. Rồi tối mới về. Bánh ăn trong ngày. Bánh chỉ làm thấy xếp. Cái bánh bự quá, 60 ngàn cũng rẻ chứ. 60 ngàn à. Bánh bự nữa à. Bự cái dĩa kìa. Không, cái thịt này ăn nó ngọt anh. Thịt này ăn ngọt. Không. Không có hôi vịt luôn nữa. Đúng rồi, không có hôi, hôi mùi vịt. Hết rồi. Lấy muỗng đi, lấy muỗng múc đi. Không, trở đầu thôi. Trời, hết ớt rồi luôn rồi. Rồi, cái miệng, tớp. Mình ăn ớt ở nhà cay, ăn ớt người ta không cay. Em không mệt. Cái miệng về đây ăn thịt vịt đây ngon thì nó ngọt. Ngon. Nó không có hôi mùi vịt luôn đó nha, ngon. Vịt này là ăn 300 một chén. 300 một chén. Ăn vô coi. Quá ngon. Phần gói mà vợ chồng mình ăn hết luôn á nha, nguyên một dĩa đầy nhóc. Em mua cái mù câu đi. Cái mù câu nữa hả? Ừ. Ngon quá nha. Chị cho em một cái mù câu nữa chị. Câu ngon quá nha ơi.
hết đó rồi. Thôi rồi, hết hoài. Kênh của quán Vỉa Hè, cả nhà cho quán Vỉa Hè một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà, để quán Vỉa Hè có động lực đi tìm những cái chỗ xa hơn để quay video cho cả nhà coi. Cả nhà mùa này mùa đá banh cả nhà ơi, muốn khóc luôn á cả nhà. Cả nhà coi đá banh không à, không có vô coi ủng hộ cho kênh quán Vỉa Hè rất buồn quá trời luôn. Cả nhà nhín một chút thời gian thôi, vô tí rồi à, vô cho quán Vỉa Hè một like nha cả nhà. Còn mấy ngày nữa là hết đá banh rồi. Bốn ngày nữa. Sao nóng ăn thịt đi, ăn cua câu không vậy? Ngon. Nông vịt đi bán ngon quá nhà ơi. Giống như là vịt này nó ruộng cái gì á. Tươi á. À, đá ruộng cái gì. Tươi không ngon có đông, không có đông lạnh hay sao mà nó ngọt. Mà không có nghe thôi cái mùi vịt luôn nữa nha. Có dịp á nha, có dịp dần nước á, Gò Công á, là ngay ngã ba Tân Răng luôn á. Hướng quẹo phải, đi bên phải hướng dần nước 50m à. Đi ăn thử dịch vịt đi, ngon lắm á nha. Chú vịt năm hẹp. Ngon, cực kỳ ngon luôn. Đi bán à, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối 30k một tô, còn ai muốn ăn gỏi riêng, cháo riêng thì mình sẽ kêu, muốn ăn bao nhiêu thì kêu chỉ bán bao nhiêu cả nhà. Ủa sao mắc anh nửa cái một câu rồi ta? Còn nửa cái đó. Ừ. Trưởng mắt chứ. Anh đâu biết ăn cua câu không? À biết. Nên lén quất nửa cái, ai biết. Không. Em ăn tiệm cháo vịt đây chứ không ta? Thấy chỗ này ăn ngon, thịt nó ngọt, đúng không chồng? Cả nhà cháu này mới đúng khẩu vị của vợ chồng mình rồi cả nhà ơi. Ăn cháo còn nghe mùi phèn là cực kỳ ngon. Mùi gì? Mùi phèn. Phèn gì? Mùi tay. Cái cháo mà bỏ huyết hậu vô đen đen á, hai chồng không biết ăn cả nhà. Còn cái cháo này ngon. Thôi đừng cái cháo đó không phải là ai. Cháo đó là phải lựa chọn người ăn đó, người ăn được, người ăn không được không được đâu. Tại vì cháo cái bỏ huyết hậu vô cái hai vợ chồng không biết ăn cả nhà. Còn cái cháo này là đúng khẩu vị của vợ chồng mình luôn. Nhưng mà ớt ít lắm cả nhà. Ăn hết hộp ớt của chủ quán rồi cả nhà. Đừng la lớn chủ quán nghe cả nhà. Chủ quán ơi, có coi clip này xin lỗi nhiều nha chủ quán. Ớt ít quá à. Cái hộp ớt của người ta ăn hết trơn như đây mà nói ớt tờ ít. Xin lỗi nha chủ quán. Không, một cái mà hai tô cháo với một dĩa gỏi này là hai vợ chồng ăn no nê luôn á cả nhà, no cứng bụng luôn á. Chồng mình thêm hai cái khu câu nữa. Cái hả? Hai cái. Cái đó mình kêu trước. Ăn hai cái khu câu ghê thiệt. Không cháo này ngon. Chị em mắc nửa cái khu câu. Em có biết ăn đâu mà mất. Muốn ăn nữa không? Không có, vừa ăn quá. Chưa. Ngon. Hôm nay anh đói bụng ha anh? Đói bụng. Đúng rồi thôi. Trời ơi, giờ này chưa có ăn, 11 giờ rồi hai chồng chưa ăn gì hết rồi ơi. Quá, anh ngày ăn cơm cử không được. Ờ. Còn cậu ăn đi. Thôi, muốn ăn nổi nữa, no quá rồi. Cả nhà có dịp mình đi về Cần Đước, Gò Công rồi cả nhà. À, ghé cái quán gỏi vịt của anh Năm Hiệp này cả nhà ăn thử đi. Vịt nói chung là vợ chồng mình thấy là bao ngon. Không ngon. Không hôi mà vịt lại ngọt nữa cả nhà. Cái đó là vợ chồng mình thôi nha cả nhà. Cả nhà ghé ăn thử đi. Cái nằm ở số 30 ấp nhà thờ xã Tân Lân.
huyện Cần Đước cả nhà, tỉnh Long An. Ủa đây nhà thờ đâu gọi lắm nhà thờ ta? Thì cái tên người ta vậy thôi. Phải không? Cả nhà ghé ủng hộ cho vợ chồng anh Năm Hiệp này. Bán nói chung là vịt ngọt, không hôi vịt luôn cả nhà. Vợ chồng mình ăn thấy ngon đó nè, cả nhà giờ chồng mình ăn hết dĩa gì là cả nhà hiểu rồi đó. Mình ăn có hai cục thôi, còn như chồng mình ăn hết luôn cả nhà. Ăn cái gì ăn rau là tốt. Cháo ít thôi. Cái quán của chị đặc biệt còn bán là bánh bò tóp nếp mà mình thấy là siêu ngon. Thấy nó mềm mà nó mịn ngon lắm cả nhà. Siêu to. Nhưng mà một cái bự vậy nè là 60 ngàn. Rồi có bánh bò lá dứa là 65 ngàn. Nhưng mà tại vì vợ chồng mình nó còn đi nữa nên không có mua để review được cả nhà. Đi tới tối mới về lận. Cả nhà có đi ngang đây vừa ăn bún ăn vịt mà vừa mua bánh bò tóp nếp để ủng hộ cho chị ở đây luôn. Tại vì bịch khẩu trang nên mình không biết em hay chị nữa, mình kêu chị đại luôn đó nha. Thịt vịt ngọt lắm cả nhà, không có nghe một miếng hôi vịt nào luôn. Mắm ngon lắm nha. Ăn một kiểu muốn húp nước mắm luôn. Bán từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối nhưng mà giá là 30 ngàn một tô cả nhà. Còn mình muốn ăn gỏi hay gì đó, thì mình kêu kêu 100, 200, 50 cũng kêu nhiêu kêu. Nhưng mà cái phần của vợ chồng mình ăn là 100. Mình kiếm thêm cái mua câu nữa chắc hỏi cái mua câu nhiêu ta. Thôi. Chắc 10 là 10 ngàn, 15 ngàn vậy. Cái nhà có dịp đi về Cần Đước thì với Gò Công thì cái nhà ghé ở đây ủng hộ cho anh chị đi luôn. Cháo bán nguyên ngày, 7 giờ sáng, 7 giờ tối rồi mà. 7 giờ sáng, 7 giờ tối, cháo vịt siêu ngon. Đặc biệt cái nữa là có bán bánh bò thốt nốt là giá 60k với giá 65k, xanh vàng. Vàng thì 60, xanh thì 65. Phải không? Cái này là vợ chồng mình là chỉ nói nhìn chủ quán thôi chứ không có quảng cáo gì chấm nha cả nhà. Không, cái này thì thấy chỉ bán vịt thấy ngon quá thì nghĩ là người làm bánh nó cũng ngon. Thì cái nhà ghé nào ghé ủng hộ cho chị luôn. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ ủng hộ cho kênh Quán Di Hà để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.